này, dính này, dính này. Dính này các bạn. Hàng. Chơi chơi. Xin nữa thì hơi xe le lạnh ha. Hôm nay hành trang của mình câu tăng cường thêm mối thoải mái nữa. Đây là cái chợ Long Thành nè quý vị, đó, Long Thành ha. Thì bên đây giờ mình câu ở bên đây thì đông người lắm, đông người lắm, đông người câu lắm từ giờ ha, cho nên mình cua ra. Quán nướng, quán nhậu rồi, nhưng mà quán bia ha, có bia, bia quán, những cái quán ăn. Hơi gió chứ các bạn thông cảm ha. Còn, ở đây nhiều người ăn quán này nổi tiếng lắm các bạn, quán Gabi và quán nướng. Giờ mình đi đường này ha. Nếu bên kia là đi đi xuống thì đi cả tới Lộc An các bạn. Đó, chuẩn bị mình quẹo vô. Câu cái suối này nè các bạn. Đó, suối này ha. Đây người ta đang nâng cấp lại. Rộng lắm. Đường này chỗ này ta chưa có cán nhựa. Cái đường thụt đó. Mấy anh cầu nữa kìa đó. Đó bên đó là chợ nha các bạn. Đây nhiều người ngồi lắm, buổi chiều là nói chung là ở đây là cái điểm câu lý tưởng luôn các bạn. Đó, nhiều quá trời người ngồi câu luôn. Mình cũng câu trong cái ở dưới đây mấy người nữa nè. Cá nó dồn gì đây nó ở các bạn. Đây sâu lắm. Đây cái độ sâu nó khoảng có chỗ 4 mét luôn các bạn. Đây có nhiều anh em câu. Đây là đang thi công cái đường, cái cầu, cái rãnh nước mà. Bạn mình nó ngồi câu kìa. Hello fan. Bạn mình ngồi à. Đồ nghề của mình á. Mồi với lại cần câu rồi nè. Nay mình câu mồi dế các bạn. Bạn mình mới tới chắc. Đó, bạn mình phái nó cũng câu thủ á, cũng hay đi câu lắm. Mới lợi thôi sang. Thôi canh giờ mát mát mới đi nè. Ngày mai mày dẫn mày vô hồ mày câu.
cái hồ này cá có mày đem mồi trùng theo nữa, mày quánh cá bóng tượng nữa. Cái hồ hồi này đây đi vô đó khoảng chừng cái chùa đòi 61 hả, xa dữ à, đi ông kiếu hả? Cái hồ này là ở trong chỗ chùa Phật An Khải Thiện Tự, chạy vô gần hơn chỗ Long Phước á, gần hơn, hồ lớn lắm. Bạn mình nó quánh cám cái gì mẹ ha, chạy ghê không, nó làm không kịp luôn, quánh hai cặn bỏ xuống là nhích quánh cám. Lâu lắm rồi mới gặp lại á, vậy như là cũng 4-5 năm rồi. Hôm qua tôi câu trùng nữa không à? Ở trong cái hồ đó đi phải hai lần nè. Câu đêm không biết ăn không nữa. Tôi nghe nói là đủ đó câu đêm. Không? Cái hồ đó đủ loại cá. Tôi sợ ớn lắm, ở trong đó hoang dã lắm. Cái hồ đó có mấy cái nhà nằm ở ngoài đây thôi à, còn như trống trơn, không có nhà ai ở á. Suối hả, cái lô suối không? Chỗ mày nói là suối rồi. Còn này là cái hồ. Ở mày quánh có cái chép không? Tìm mà. Qua tao cũng câu đây nè, mà câu trùng không ăn. Cá kiến ăn không à? Qua câu trùng đây kiến, cá kiến ăn không à? Thằng nhỏ ra chơi nè, nó nói chú mua dế chú câu cho ăn nữa. Ăn dế.
thấy rồi cũng không có gì. Ăn ghê chứ. Mấy anh đó làm thi công công trình này quý vị. Chiều đây là làm cái cầu tạm để đi qua, cái xe nó nặng quá nó nứt cái cọc ở trong, làm cái cầu tạm đó các bạn. Bên kia trở lại chạy lên tới đó, anh đã làm công trình. Hello, phía nhà đây có nhà dân nữa quý vị.
phải có cá ăn mình mới nấu. Quay điện thoại quay gì vậy? Quay gì vậy? Không làm YouTube. Hả? Quay cho mọi người hiểu quá bà, đúng không ạ? Quay cho có hả? Chứ không có gì đâu. Yên tâm đi, quay cho có rồi. Ủa? Ai làm cái này đây? Cái này nè. Đó, chương trình đó. À rồi mới giá ỉa quá hả mày? Ỉa. Rồi á, rồi mà làm vô ỉa rồi. Ỉa ra câu dưới suối chơi rồi đó. Cái gì vậy? Nè, câu ỉa ra di động nè. Làm vậy cho nó chân xuống chơi hả? Ở đây thì quá sướng rồi, ỉa phòng nó đứt xuống rửa luôn. Mát. À mát. Mát đứt. À, mát đứt, xong rồi sướng quá rồi. Vua còn không bằng. Chú nói là cái chỗ này là mấy cái ông công trình đó quý vị. Mấy ông công trình đó, ông ông dựng cái liều này là lại ông phóng quế đâu. Dựng lên để ỉa chơi. À. Ỉa ra mát rồi có sẵn nước rửa luôn. Tiện.
lấy hàng quý vị. À, có là lạ là cái lóc nuốt lưỡi luôn rồi, nuốt lưỡi rồi. Lấy cái cây tròn á, cái cây tròn á, tắt nha, mũi rồi nè, mũi cắn. Cá gì mà ăn mình câu cái đó. Có phim hả? Có lấy cái cây tròn tọt vô. Nuốt lưỡi luôn à. Dính này các bạn. Chơi các bạn, tà bá các bạn. Đó. Chơi trắng này, chơi rừng này các bạn. Tao bắt có cái khăn mà, tao có cái khăn mà chích để máu á. Mình câu con chim hả? Con ngầm á, kết quả cái này là vừa câu vừa làm YouTube luôn hả? Dạ. Cái này là kinh doanh bài bản rồi hả? Lực lượng ấy, tao Rồi hả? Gì hả? Lên ở đâu? À. Đi nha,
Thôi cũng mến chào quý vị. Anh bạn anh về luôn à. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho chương trình. Bấm đăng ký và bấm vào hình cái chuông.